quý vị và các bạn, hơn 3 năm trước, trong khi nhiều nông dân ở địa phương phát triển nuôi gà thả giường, thì anh Phạm Minh Biên ở xã Nhân Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long mạnh dạn chọn nuôi chim trĩ để phát triển kinh tế. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm đầu ra, nên hiện nay việc chăn nuôi của anh phát triển tốt, góp phần nâng cao kinh tế gia đình. Thấy được việc nuôi chim trĩ khó nhất là ở giai đoạn từ mới nở đến khoảng 1 tháng tuổi, nên anh Phạm Minh Biên tập trung chăm sóc trĩ ở giai đoạn này rồi mới xuất bán cho khách hàng. Theo anh Biên, giai đoạn này quan trọng nhất là chim trĩ cần được ấm áp với nhiệt độ khoảng 30 độ C. Đồng thời không để gió lùa vào chuồng chim trĩ sẽ dễ bị nhiễm nhiều bệnh rất khó trị, có thể thất thoát số lượng lớn. Cũng trong giai đoạn này nên chích ngừa bệnh cúm gia cầm và dịch tả cho chim trĩ. Chim 1 tháng tuổi thì giá 60.000 một con. Còn chim lớn, chim hậu bị thì giá 450.000 cặp. Với cái con chim trĩ như vậy thì 1 tháng mình thu lại cái lợi nhuận từ việc mà bán con giống với chim thịt á, từ cái nguồn mà tại chỗ mình nuôi á, thì nó có giá dao động khoảng từ 15 tới 20 triệu. Nắm bắt được nhu cầu chơi các loại chim cảnh khác của người dân cũng khá lớn, nên anh Biên mạnh dạn phát triển nuôi chim trĩ bảy màu, bạch trĩ và công xanh Ấn Độ. Anh Biên cho biết nhờ cung cấp thông tin trên mạng Internet nên đầu ra thuận lợi. Năm 2019, tổng lợi nhuận của anh từ việc bán các loại chim cảnh khoảng 300 triệu đồng. Những khách hàng mà ta thích chơi kiển thì ta thích sưu tầm nhiều loại. Thì mình cũng đang xem xét cái nhu cầu của khách hàng như thế nào thì mình sẽ nhập thêm một số cái giống gà kiển hay là chim kiển về mình nuôi để mình phục vụ cho khách, giống như là gà vẫy cá nè, giống như là gà sigama nè, công trắng nè, công ngũ sắc nè, thì mình sẽ làm một cái khu đất khác nó cách xa nơi này để phòng tránh cái dịch bệnh luôn. Chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao thì nhu cầu chơi động vật cảnh, trong đó có các loại gia cầm cảnh của người dân ngày càng lớn. Nuôi dưỡng, cung cấp các loại chim cảnh, gà cảnh chất lượng để đáp ứng thú vui tinh thần sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.